Xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày 22 âm lịch, là ngày phiên chợ bờ sông. Thì mọi người vẫn hay gọi là phiên chợ chim, phiên chợ chim cảnh lớn nhất tại thành phố Lạng Sơn. Thì hôm nay mời mọi người đi tham quan phiên chợ chim cảnh lớn nhất Lạng Sơn, có những gì độc đáo, và đi tham quan một vòng phiên chợ. Vậy mời các bác đi tham quan phiên chợ vùng cao của người Lạng Sơn có những gì đặc sắc. Xin mời các bác. Rùa đá nó không lớn được nữa nhỉ? Con lớn đâu anh? Có lớn. Vẫn lớn á? Con này bán bao nhiêu con anh? Một con 40.000 một con. Hay nhỉ? Chơi. Con này cứ thả nó sống cho anh hay gì không? Vâng. Đồ chơi. Hỏi đến bao nhiêu tiền rồi mua được chứ? Bắt con gì đấy bà? Mua đó. Con gì cao cao à? Cao 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 cho chim. Cao cao cho chim đấy. Chỉ là cái 10.000. Là túi mình nhớ hơn. 10.000 một túi. Túi à? Dê à? Con gì anh? À dê, à cao cao. Cao cao cho chim. Và trong kia bán nó mới được nhiều chứ cô. Trong kia nó chợ chim ấy. Ồ, trong này, trong này nó chợ chim nó. Rồi bà. Vào chợ chơi một vòng. Tỏ he. Phong lan. Dạ hâm ông. Ôi phong lan đẹp bây giờ. Xương đen, thịt đen. Cả giống 25.000 một con. Bé quá nhỉ, về chết. Và hâm ông. Đây bé chị nuôi 4-5 ngày nó bán bóng điện thì phải cho một cái bóng điện. Nó làm xong quay về điện hết tất cả đều điện đấy. Đây. Đây là cái lan gì chú? Nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng. Sao lại không nuôi được? Uống điện. Nhất điểm hồng. Cho cái bóng điện vào xong bán rồi đẩy vào đây cho vào trong này. Nhà chị nuôi 200 do. Nuôi mấy trăm con. Đẹp nhỉ. Mỗi lứa nuôi 200-300 con đấy. Đi vòng chơi hội. Này. Còn lan. Dế nhỉ? Lấy đi, đóng hai túi một trăm. Là dế còn nhậu nhiều nhỉ? Dế là chim. Dế chim. Ồ đây là con dế nhỉ? Phục vụ chợ chim. Các loại chim. Cám
ăn đi. Mau bật cả một tờ sầu ngày mày lại đi ra. Coi chút được cánh hồi à. Ông cánh hồi cô. Cánh hồi lát khải phê nữa cơ. Mua rồi rồi bán đi. Làm 3 triệu đấy. Lòng chim. Chim nhỏ nhỏ là con chim gì ấy cô? Con này đẹp đấy nhỉ? Đẹp bé, chim sâu à? Chim sâu à? Thành khuyên à? Con gì? Không phải. Thế con chim gì ấy? Chiên chiên. Chiên chiên à? Em có biết chim đâu, ra đây thấy vui. À, thấy đẹp thôi mà. Vui đấy. Đây là trà màu nhỉ? Con trà màu. Trà màu. Chiến chiến. Phạm My. Cái kẹp rơi lên này. Đó, kẹp. Phạm My. Chó giống chó gì kém đấy nhỉ? Vâng đẹp nhỉ? Kẹp xì hết. Đấy. Này toàn Hạ Mi. Lồng này 40 nghìn đó chị. Không à. Không à. 330 này. 340. Đấy con nan à. Cái này là con cái tàu. Con này là chim cái à? Cái không có. Cái đi. Cái đi. Cái. Đấy con này gì? Con được về nó chơi cả nhà. Ông ơi, con sợ đâu? 2 cân à. Thật bay ấy. Cái à. Con này là con được hay con cái không? Con này con cái. Con cái thôi, ông không lấy thôi rồi rồi. Em bán cho ông rồi, con không lấy rồi. Không lấy được cái thôi.